Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Akira. Thiago Motta chưa hề nhận được lời đề nghị đến từ Barcelona. Nóng. Diễn biến vụ Diaz, Barcelona. Green Rugby Arsenal. Tôi nghĩ đó là một câu lạc bộ rất tuyệt. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá sáng ngày hôm nay, cùng kênh Akira thưa quý vị. Arsenal chốt danh sách rút gọn hai số 9. Sau khi mùa giải 2024 khép lại, Arsenal sẽ tập trung vào kế hoạch chuyển nhượng. Với những bước tiến đáng kể của mình, huấn luyện viên Mikel Arteta được cung cấp khoảng 200 triệu bảng để bổ sung nhân sự. Với số tiền khổng lồ kể trên, chiến lược gia người Tây Ban Nha gần như sẽ đưa về Emirates một số 9 chất lượng để cải thiện hiệu suất ghi bàn. Trên thực tế, Kai Havertz đang thể hiện phong độ khá ấn tượng khi được bố trí đá cao nhất hàng công pháo thủ. Tuy nhiên, họ vẫn cần một tiền đạo mục tiêu thuần túy để họ đa dạng hóa các phương án chiến thuật. Theo nguồn tin từ nhà báo Miguel Delaney, họ đã đưa ra danh sách rút gọn hai mục tiêu, Green Robbie và Victor. Green Robbie vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay, bất chấp việc tập thể Ajax chơi dưới sức. Tiền đạo 22 tuổi ghi đến 22 bàn thắng và đóng góp 12 kiến tạo sau 43 lần ra sân tính trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Victor đã trở thành mục tiêu được họ theo dõi xuyên suốt mùa giải. Ngôi sao người Thụy Điển gây bão ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và hiện đang được nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Siêu giờ hết lời ca ngợi mục tiêu 100 triệu bảng của Arsenal. Hai huyền thoại của Premier League, Ian Wright và Alan Shearer đều có chung nhận định về tiền đạo Alexander Isak của Newcastle. Cầu thủ được định giá 100 triệu bảng người từng được phía Bắc London liên hệ trong quá khứ đã ghi bàn vào lưới Brentford ở trận đấu hạ màn mùa giải và còn đóng góp một pha kiến tạo tuyệt vời. Phát biểu trong chương trình Match of the Day của BBC, Alan Shearer cho biết: "Ý tôi là Isak. Cậu ấy đã ghi được 21 bàn thắng sau 27 trận ra sân ở giải quốc nội và còn cả một quả tạt dọn cỗ là đường tiến tạo cho bàn thắng của Jacob Murphy." Wright xen vào: "Vâng, thật tuyệt vời." Shearer tiếp tục: "Thật không thể tin được, nó đã dọn cỗ cho Murphy." Vào thời điểm này, Newcastle đang bị làm khó bởi luật công bằng tài chính. Họ sẽ cần bán đi một vài ngôi sao để giảm quỹ lương cũng như tránh rơi vào tình trạng như Everton. Theo đó, Isak sẽ là ngôi sao có giá bậc nhất của chiếc chòe vào thời điểm này. Và họ sẽ thu không dưới 100 triệu bảng nếu bán anh vào hè tới. Real Madrid nhắm tiền vệ của Liverpool. Theo tờ Marca, Real Madrid đang thể hiện sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ ngôi sao McAllister của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Los Blancos muốn tìm kiếm những lựa chọn chất lượng ở hàng tiền vệ khi họ muốn thay thế những ngôi sao cao tuổi như Toni Kroos hay Luka Modric. Cầu thủ người Argentina từng vô địch World Cup 2022 đã xuất hiện trong 46 trận đấu trên mọi đấu trường của Liverpool mùa này. McAllister ghi được 7 bàn thắng và đóng góp 7 đường kiến tạo. Green Robbie Arsenal. Tôi nghĩ đó là một câu lạc bộ rất tuyệt. Trong một mùa bóng Ajax gây thất vọng, Robbie vẫn nổi bật khi ghi 22 bàn và cung cấp thêm 12 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Cũng khá dễ hiểu khi chân sút 22 tuổi lọt vào tầm ngắm của Arsenal hay Man United. Khi được hỏi về tương lai của mình, Robbie đã nói: "Arsenal, tôi nghĩ đó là một câu lạc bộ rất tuyệt. Nếu bạn nhìn vào sân vận động đó, một câu lạc bộ tuyệt vời, nhưng Man United, FC Barcelona và Real Madrid và Barcelona cũng vậy. Trước đó, chân sút người Hà Lan đã đặt mục tiêu cao cho mình, tôi vẫn muốn đạt được nhiều điều tuyệt vời trong sự nghiệp, chẳng hạn như chơi cho một câu lạc bộ bóng đá lớn. Real Madrid là một câu lạc bộ tuyệt vời. Arsenal, Man United, tôi đánh giá bao nhiêu? Sau Euro 2024, có thể là 80 triệu euro. Tham dự giải vô địch châu Âu cũng là ước mơ của tôi. Nếu tôi có thể ghi một bàn thắng, tôi sẽ phát huy bản thân nhiều hơn và nâng cao giá trị của mình." Cả Arsenal lẫn Man United đang cần bổ sung một tiền đạo và Robbie có thể là lời giải cho cả hai câu lạc bộ này. Vâng, để tiếp tục đến với bản tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay thì quý vị đang xem video, thấy hay thì đăng ký ủng hộ dùm em một đăng ký với nhé. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Ederson bỏ lỡ Copa America. Liên đoàn bóng đá Brazil đã xác nhận thủ môn Ederson bỏ lỡ Copa America. Lý do là bởi anh không thể nhanh chóng hồi phục chấn thương ở hốc mắt khi va chạm với Cristiano Romero. Phía Man City từng xác nhận Ederson bỏ lỡ phần còn lại của mùa bóng 2024 vì chấn thương này. Sau Tottenham ra đi tự do, Ryan Sessegnon đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng vì chấn thương, khiến cầu thủ cánh trái này không có cơ hội gây ấn tượng với huấn luyện viên mới Postecoglou của Tottenham. Nguyên nhân là do Sessegnon phải phẫu thuật gân kheo bên phải vào tháng 2 sau khi dính chấn thương cơ trong một trận đấu của đội U21 Spurs. Anh đang cố gắng lấy lại thể lực để trở lại đội 1. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Sessegnon sẽ rời Tottenham theo dạng cầu thủ tự do khi hết hạn hợp đồng. Cầu thủ 24 tuổi này muốn ở lại Premier League và đang nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ Anh cũng như châu Âu. Bên cạnh đó, Alazagon cũng cho biết Tottenham đã bỏ qua cơ hội gia hạn hợp đồng 12 tháng với Sessegnon, khiến anh sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè này khi hợp đồng hết hạn. Thiago Motta chưa hề nhận được lời đề nghị đến từ Barcelona. Trong thời gian qua rộ lên thông tin Barcelona sẽ sa thải huấn luyện viên Xavi khi mùa giải 2024 khép lại.
Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Thiago Motta là một trong những gương mặt được Barcelona nhắm tới để thay thế Xavi. Tuy nhiên, theo người đại diện Alessandro Canovi của Thiago Motta cho biết, Barcelona vẫn chưa có lời đề nghị nào. Nóng diễn biến vụ Diaz, Barcelona. Trong bối cảnh huấn luyện viên Jurgen Klopp đã rời đi, nhiều đồn đoán cho rằng một số ngôi sao dưới thầy thuyền trưởng người Đức cũng sẽ nối gót ông, điển hình như trường hợp của Luis Diaz. Cầu thủ 27 tuổi, cập bến Anfield vào năm 2022. Sở hữu khả năng tạo đột biến và tốc độ ấn tượng, anh nhanh chóng chiếm lấy một suất đá chính trên hàng công thay cốp. Mùa giải năm nay, Diaz tiếp tục thể hiện màn trình diễn nổi bật. Vì vậy, nhiều đội bóng lớn cũng bắt đầu tính đến phương án chiêu mộ anh, đặc biệt là Barcelona. Tuy nhiên, theo nhà báo Fabrizio Romano, ở thời điểm hiện tại, Diaz và Liverpool vẫn chưa có ý định chia tay. Đối với Diaz, có rất nhiều sự quan tâm. Chúng tôi luôn nhận được tin đồn về việc các câu lạc bộ từ Tây Ban Nha và Pháp để mắt đến Diaz. Nhưng hiện tại tôi có thể đảm bảo rằng Liverpool tin tưởng Diaz và muốn tiếp tục với anh ấy. Hãy xem liệu những lời đề nghị điên rồ có đến hay không. Ở thời điểm hiện tại, Liverpool vẫn đang rất hạnh phúc với Diaz và ngược lại. Mọi thứ khá tĩnh lặng. MU vấp đá tảng trong thương vụ 70 triệu euro. Leison Bremer là một trong những hậu vệ hay nhất Serie A ở những mùa giải gần đây. Cầu thủ 27 tuổi bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà và bắt đầu cuộc hành trình của mình tại châu Âu bằng việc gia nhập Torino vào tháng 7 năm 2018. Anh trải qua 4 năm tại Stadio Olimpico Gran Torino trước khi chuyển đến Turin đầu quân cho Juventus. Quyết định này giúp nâng tầm sự nghiệp của Bremer. Cho đến nay, anh đã ra sân 82 lần cho Bayern Corneri, trở thành tấm lá chắn vững chãi trước khung thành Wojciech Szczesny. Chính vì thế, ngôi sao người Brazil đã lọt vào tầm ngắm nhiều đội bóng lớn. Thời gian qua, đã xuất hiện không ít đồn đoán về việc Man U muốn mở đàm phán, thậm chí sẵn sàng chi 70 triệu euro để hỏi mua Bremer. Tuy nhiên, họ đang vấp phải sự cạnh tranh từ Chelsea. Đội bóng thành London vừa chia tay lão tướng Thiago Silva, họ muốn Bremer đến Stamford Bridge thay thế cho người đồng hương. Chelsea với nguồn tài chính mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với Man U trong thương vụ này. Hãy cùng chờ xem liệu đâu mới là điểm đến mà Bremer lựa chọn ở kỳ chuyển nhượng hè này. Chính thức, Real Madrid dính tổn thất nặng trước chung kết Champions League. Real Madrid đã xác nhận cho Umeni gặp một chấn thương thông qua tuyên bố hôm 9 tháng 5. Thông báo viết, sau các cuộc kiểm tra được thực hiện ngày hôm nay, đối với cầu thủ cho Umeni của chúng tôi, bởi đội ngũ y tế Real Madrid, cậu ấy đã được chẩn đoán bị chấn thương do căng thẳng ở bàn chân trái. Cú va chạm ở trận bán kết lượt về Champions League là nguyên nhân dẫn đến chấn thương của cầu thủ người Pháp. Anh đã chơi hơn 60 phút, nhưng rời sân ngay sau khi Alphonso Davies ghi bàn mở tỷ số 1, không cho đội khách. Nguồn tin từ Marca cho biết, mức độ chấn thương của Joe Umeni là không hề nhẹ và anh sẽ không có mặt trong trận đấu tại Wembley vào đầu tháng 6. Marca biết rằng, cầu thủ 24 tuổi này đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể được tốt, nhưng chấn thương sẽ không cho phép anh ấy có mặt ở Wembley. Như vậy, huấn luyện viên Ancelotti có thể sẽ sử dụng cặp tiền vệ Toni Kroos và Camavinga trong trận đấu với Dortmund. Ở hàng phòng ngự sẽ là sự cạnh tranh giữa Militao, Toni Rüdiger và đội trưởng Nacho. Chúng tôi chuyên tài khoản, chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Và sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sắp thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sắp thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub, kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền, các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.